Rồi xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Và còn hôm nay thì vườn mai của bạn Nam có là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống ghép gốc nhớt liền cốt 2 năm rưỡi 3 năm bên vườn của bạn Nam cô chú anh chị ha. Thì vườn có rất là nhiều giống luôn cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của bạn Nam nha. Dạ rồi không làm mất thời gian nữa ha. Thì em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Và mình chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn nha, chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay tiếp tục đến với kênh em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình một lô mai về cho cô chú anh chị mình lấy bo ghép hoặc là mình dưỡng mình chơi Tết 2024 nha. Rồi. Bây giờ một cái clip sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình là mã số 91T, cũng là một cây cúc phượng thanh trân nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình lên chuỗi nè. À, quá chừng thấy ghiền luôn ha. Rồi. Cũ nè cô chú anh chị. Rồi, 26. Rồi. Quanh thân của cây là được 6 cây có quấn rễ hết nha cô chú anh chị. Chiều cao là 68, tán ngang 50. Rồi cái này xin giao lưu là giá cũng chỉ là 170.000 thôi nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 92T, cũng là một cây cúc 150 cánh luôn. Rồi. Quanh thân là 7. Chiều cao 62, tán ngang 59. Rồi cây cúc 150 cánh này cũng giao lưu là giá cũng chỉ là 180.000. Rồi mình đã cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 93T, cũng là một cây cúc phượng hình trân luôn cô chú anh chị ơi. Cây này thì được quấn đế rồng luôn nha. Rồi. Quanh thân là được 10. Chiều cao 70. Tán ngang 60. Rồi. Rồi cái cúc phượng hình trân giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 300 nha. Rồi mình đã cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 94T. Rồi. 94T cũng là một cây dảo thơm nha. Rồi, dảo thơm nha cô chú anh chị. Bông này rất là thơm luôn cô chú anh chị. Đây cái đế nè cô chú anh chị, như con thú nằm. Đế rất là quái ha. Đế con thú nằm luôn nè. Đó. Cây thì nốt nụ lên khá ha. Bình thân là được 8. Rồi. Chiều cao 44. Tán ngang 57. Rồi cây dảo thơm giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 280.000, mã số 94T. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo mã số 95T. 95T cũng là một cây phượng vàng ha. Cúc phượng vàng đế gắn luôn nè cô chú anh chị. Nhìn cái đế rất đẹp nha. Đế con gắn nằm nè cô chú anh chị. Rồi, quanh thân là 7. Chiều cao 70. Cây có bông ha cô chú. Tán ngang 46. Bông rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Cúc phượng hoàng ha. Rồi, cúc phượng vàng giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 250 nha. Rồi, 250 ha. Rồi, em xuống cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 96T, cũng là một cây không nhị ha. Cúc không nhị hoàng huyết long. Cây này khá lớn ha cô chú anh chị. Đế khá đẹp luôn cô chú anh chị. Đế cái này con rắn mini nè cô chú anh chị ha. Rắn nhỏ ha. Uống với mình nè cô chú anh chị. Rất là đẹp ha. Rồi. Quanh thân của cây là được 7 thôi. Rồi. Chiều cao 68. Tán ngang 54. Rồi. Rồi cái cúc không nhị giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 220 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 97T, cũng là một cây cúc họ Hương. Rồi. Quỳnh thân là được 5. Rồi. Chiều cao 60, tán ngang 58. Rồi. Rồi cái cúc họ Hương giao lưu cô chú anh chị giá 150.000. Rồi cây. Okay. Rồi tiếp theo cây mã số 98T, cũng là một cây cúc họ Hương cẩm thạch nha cô chú anh chị. Rồi họ Hương đột biến lá cẩm thạch ghép được 2 bông. Rồi quỳnh thân là 8. Rồi. Chiều cao 40, tán ngang 40. Rồi cái cúc họ Hương cẩm thạch mã số 98T giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 150.000. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 99 đây. 99T, cũng là một cây cúc họ Hương luôn. Rồi cái này thàn khá luôn ha. Rồi. Quanh thân là được 6. Rồi. Chiều cao 60. Tán ngang 58. Rồi. Cúc họ Hương giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 150.000. Rồi mình đã cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 100T, cũng là một cây đa phúc nha cô chú anh chị. Rồi dễ gồng luôn. Gần 3 lượng luôn cô chú anh chị. Rồi. Quanh thân là 6. Rồi. Chiều cao là được 66. Tán ngang 52. Rồi cái giá 5 phút giao lưu với cô chú anh chị mình giá 250.000. Rồi cái này cuối clip luôn các bạn. Đúng rồi. Cái này cũng là một cây cuối clip của em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip ha. Và rất mong được cô chú anh chị ủng hộ à. Số điện thoại Zalo của em là 0866459094, cũng là số Zalo của em luôn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình nha.